Xin kính chào quý vị. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Tham vọng siêu cường công nghệ. Bài viết do Trang Nguyễn biên soạn, Quang Trường trình bày. Thưa quý vị, vào cuối tháng 11 của năm ngoái, một người có tên là Daniel Yang, là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của gã khổng lồ thương mại điện tử của Trung Cộng có tên là Alibaba, đã có một bài phát biểu tại Hội nghị Internet Thế giới do chính phủ của Trung Cộng tài trợ. Và sự kiện này được diễn ra tại Wuhan, là một thị trấn lịch sử ở tỉnh miền đông của Triết Giang. Tuy nhiên, khán giả mà Giang nhắm tới lại là Bắc Kinh. Chỉ vài tuần trước đó thì Bắc Kinh đã ngăn một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của gã khổng lồ Ant Group, chi nhánh tài chính của Alibaba, được cho là theo lệnh của nhà lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình. Lý do là bởi vì ông Tập đã phiền lòng vì những bình luận trước đó của Jack Ma, là người đồng sáng lập Alibaba, người đã công khai chỉ trích Bắc Kinh bởi vì đã kiềm hãm sự đổi mới. Tìm cách hàn gắn những rạn vỡ, bài phát biểu được viết cẩn thận của Giang đã ca ngợi các chính sách của chính phủ Bắc Kinh trong việc phát triển nền kinh tế kỹ thuật số và đồng thời nhấn mạnh vai trò của Alibaba trong việc giúp cho Trung Cộng trở thành một siêu cường về công nghệ mạng. Và đây không phải là trường hợp đầu tiên một giám đốc điều hành công nghệ nổi tiếng nịnh nọt mục tiêu dài hạn của ông Tập Cận Bình, thống trị công nghệ. Với sự nhấn mạnh hiện tại của Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc củng cố quyền kiểm soát đối với lại khu vực tư nhân, thì bài phát biểu của Giang sẽ không phải là lần cuối cùng. Ông Tập Cận Bình đầu tiên công bố mục tiêu biến Trung Cộng thành siêu cường không gian mạng trong một bài phát biểu vào năm 2014. Hai năm sau, khi lên nắm quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản, và kể từ đó thì ông đã củng cố vị thế của tuyên ngôn kỹ thuật số của mình như là một chiến lược quốc gia và nâng cao tầm quan trọng của mục tiêu này ở tại nhiều cuộc họp chính trị. Các sự kiện tập trung vào công nghệ như là tuần lễ an ninh mạng của Trung Cộng và hội nghị thượng đỉnh kỹ thuật số hàng năm của Trung Cộng thường giới thiệu sáng kiến của ông Tập Cận Bình, vốn gần đây đã được đảng này xuất bản thành hẳn một quyển sách. Thêm nữa, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản của Trung Quốc cũng từng tái khẳng định mục tiêu trở thành siêu cường không gian mạng tại một cuộc họp vào cuối tháng 10 của năm ngoái. Như vậy thì tầm quan trọng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt ra đối với lại việc trở thành một siêu cường quốc về mạng là không còn gì đáng nghi ngờ. Có điều, cái đáng xem là nó sẽ làm gì để thực hiện việc đó trong khi tìm cách kiểm soát và các doanh nghiệp công nghệ. Nói tóm lại thì đó là một lời kêu gọi hành động mang tính chiến lược để có thể bảo đảm tính ưu việt, ổn định và tự cường toàn cầu trong ngành không gian mạng và công nghệ cho Bắc Kinh. Song cùng lúc thì Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không để cho một doanh nghiệp hay là một cá nhân nào, dù lớn mạnh đến đâu, kể cả vị thế của Alibaba, dám ra mặt chỉ trích Đảng Cộng sản. Cần phải để ý rằng nhiều chính sách công nghệ của Trung Cộng thể hiện những mối quan tâm thực tế có lợi cho Bắc Kinh, chẳng hạn như là xâm nhập dữ liệu cá nhân nhằm kiểm soát thông tin và xã hội nhiều hơn. Cũng không còn lạ gì việc các tổ chức chính phủ và nhà nước Trung Cộng cũng lấy cắp một lượng dữ liệu lớn từ các thực thể nước ngoài, bao gồm các công ty và cơ quan chính phủ của Hoa Kỳ. Các chiến dịch gián điệp mạng này nhằm mục đích là thúc đẩy tăng cường kinh tế cũng như là năng lực công nghệ quân sự và tình báo của Trung Cộng. Vào tháng 9 của năm ngoái, thì Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đã truy tố một nhóm tin tặc của Trung Cộng thuộc trực thuộc nhà nước và bị cáo buộc đã xâm nhập mạng lưới của hơn 100 công ty và tổ chức trên toàn cầu. Dựa trên các chính sách, tuyên bố hành động và nhận xét của giới lãnh đạo của Trung Cộng trong quá khứ, thì có thể rút ra khoảng 10 mục tiêu mà Bắc Kinh đang tập trung khi mà tranh giành vị thế siêu cường trên không gian mạng. Các mục tiêu này bao gồm việc nuôi dưỡng đội ngũ nhân tài công nghệ lớn ở trong nước, bồi dưỡng các công ty công nghệ cao của Trung Cộng có ảnh hưởng toàn cầu và áp dụng nhiều hơn mô hình là chủ quyền mạng của Bắc Kinh như là một kế hoạch chi tiết để có thể kiểm soát chặt chẽ các doanh nghiệp trong ngành mạng Internet. Và các mục tiêu khác bao gồm cơ sở hạ tầng thông tin an toàn, tăng cường kiểm duyệt nhà nước trực tuyến và giám sát kỹ thuật số, một nền kinh tế kỹ thuật số được quản lý mạnh mẽ, các khả năng tấn công mạng tinh vi và một hệ thống phòng thủ mạng vững chắc. Trung Cộng giờ vẫn đối mặt với sự thiếu hụt các công nghệ cây nhà lá vườn trong các lĩnh vực như là chất bán dẫn, một điểm yếu mà chính quyền của Trump nắm được khi mà áp đặt các hạn chế xuất cảng đối với lại các công ty công nghệ của Trung Cộng. Ông Tập Cận Bình đã gọi các công nghệ cốt lõi này vừa quan trọng vừa là mối nguy tiềm ẩn lớn nhất của đất nước. Bởi vì ông nói rằng bị người khác kiểm soát
Và nói như vậy để thấy rằng ông Tập Cận Bình đang khát khao vượt qua sự phụ thuộc công nghệ của phương Tây như thế nào. Bắc Kinh tính toán rằng biện pháp khắc phục là theo đuổi mục tiêu đổi mới bản địa bằng cách hạn chế phụ thuộc vào khoa học và công nghệ của nước ngoài. Ông Tập Cận Bình vẫn chủ trương hợp tác với lại các quốc gia khác để thúc đẩy lĩnh vực công nghệ Trung Cộng, song muốn họ phải theo các điều khoản của Bắc Kinh. Ông đã kêu gọi các công nghệ an toàn và có thể kiểm soát được, tức là phải được cùng phát triển và đồng đổi mới thông qua điều chỉnh chiến lược của các công nghệ nhập cảng. Bộ máy hành chính của Trung Cộng đã đáp lại những lời kêu gọi cấp cao như vậy về đột phá trong công nghệ bản địa bằng cách tập trung các việc phát triển nhân tài của địa phương. Vào năm 2016, thì các cơ quan chính phủ của Trung Cộng đã ban hành một chính sách chung để thúc đẩy các nghiên cứu về an ninh mạng trong giáo dục đại học và thúc đẩy hàng loạt các trường đại học thành lập các chuyên ngành và khoa tập trung vào an ninh mạng. Và tính cho tới năm 2019, thì có hơn 40 trường đại học đã thành lập khoa an ninh mạng. Các tổ chức mới dành cho việc nghiên cứu dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo cũng đang mọc lên trên khắp đất nước. Đại học Vũ Hán ở miền Trung của Trung Cộng là đại diện cho một trong những cơ sở lớn nhất của Bắc Kinh trong việc nuôi dưỡng nhân tài an ninh mạng. Vào tháng 9, thì trường đại học này đã chào đón hàng trăm sinh viên đến với lại một học viện vệ tinh mới nằm trong một khu công nghiệp an ninh mạng ở tại ngoại ô Vũ Hán. Trung tâm đổi mới này kết hợp cả nghiên cứu học thuật với ngành công nghiệp và doanh nghiệp. Và theo tin truyền thông thì 1/3 trong số 50 công ty an ninh mạng hàng đầu của Trung Cộng đã tới đây và thuê chỗ ở khu vực này. Bắc Kinh không nghi ngờ gì đang nỗ lực tạo ra một Trung Cộng kỹ thuật số, một Trung Cộng dẫn đầu về công nghệ của tương lai. Điện toán lượng tử, 5G, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và robot đều là những công nghệ mà dường như là Bắc Kinh đang tìm mọi cách để có thể nắm trong tầm tay. Và những khát vọng này của ông Tập Cận Bình đã phản ánh những mục tiêu lớn lao khác của Trung Cộng. Trong đó thì ông Tập hiểu rõ rằng ngành kỹ nghệ số có tầm quan trọng rất lớn trong việc nâng tầm sức mạnh quốc gia trên sân chơi quốc tế, cũng như là giúp tăng cường kiểm soát chính trị và củng cố quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở trong nước. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Tham vọng siêu cường công nghệ, bài viết do Trang Nguyễn biên soạn và con chương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới. Xin kính chào.